Alo alo, dạ em xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin chào mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Thì ngày hôm nay em xin phép bật mí cho quý vị một cái bí mật động trời. Trước khi chơi phải làm cái gì trước? Thì phải làm cái gì trước đây? Nếu mà mình muốn biết phải làm cái gì trước thì em mến mời quý vị cùng thưởng thức một cái câu chuyện ngắn này để biết được là trước khi chơi phải làm cái gì trước nha quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện rất hay và dí dỏm của một anh chàng ở bên Mỹ đã viết câu chuyện này và gửi tặng cho em. Cảm ơn anh trai rất nhiều. Nhờ có những anh trai yêu mến kênh của em viết những câu chuyện cho em mà em mới có những câu chuyện để gửi tặng cho quý vị. Thì mến mời quý vị cùng thưởng thức nha. Trước khi chơi phải làm cái gì chứ? Thì câu chuyện như thế này. Có một cái ông chú này, ổng nổi tiếng là nhiều chuyện nhất cái làng luôn. Chuyện trong nhà ngoài ngõ gì ổng cũng tỏ tường hết. Thì cái buổi sáng hôm đó thì ổng mới đạp xe đạp ở trong cái quê đó quý vị. Thường thường người ta đi bằng xe đạp á, ngay cái đường quê nó nhỏ đó. Ổng mới đạp xe đạp cọc cạch chạy ngang qua mấy cái hàng dừa đó, hai bên là hai hàng dừa. Có cái mương nhỏ nhỏ. Thì bất ngờ ổng nhìn qua bên trái thấy có một anh chàng đang ngồi dưới gốc cây dừa, mặt mày ủ rũ buồn hiu. Ổng mới đạp xe đạp cọc cạch lại gần và hỏi rằng: "Nè chú em, sao mà đàn ông thanh niên trai tráng mà sáng sớm mặt mày ủ rũ buồn giống như là mất số gạo vậy, ngồi lót cửa giữa ra kìa?" Thì anh này đang ngồi chùm hởm mà. Đó thì cái quần của anh cũng hơi rộng rộng thì ổng mới nói cho vui vậy đó. Thì anh này anh mới nói chứ: "Trời ơi chú ơi, con buồn quá chú ơi. Vợ con á, sao dạo này nó chửi con hoài à, ghét con chán quá, chán đời quá chú ơi." Thì ổng mới nói chứ: "Trời, vợ mà chửi chồng hả? Dễ sợ à, vợ của bay dữ dữ vậy. Mà bay làm gì mà nó chửi bay, kể cho chú nghe thử cơ con. Có gì chú giúp cho." "Dạ thì chuyện cũng có gì, con mua có 5.000 bạc với số à. Mà nó càm ràm, trời ơi nó nói nhiều muốn chết luôn. Nó cứ chửi con từ sáng đến đêm, từ đêm tới tối con chịu không nổi, ngủ không được, ăn không được luôn chú ơi. Con buồn quá, con ra đây con ngồi." "Dữ không? Mua có 5.000 bạc cái số mà chửi chồng dữ vậy hả? Thiệt không đó? Hay là nó chửi mày tại vì cái chuyện kia?" "Dạ chuyện kia là chuyện gì chú?" "Thì chuyện vợ chồng đó. Trời ơi mày có làm nó điều điều không? Tao biết mà, mấy con đàn bà này mà tao gành nó lắm. Trời ơi chú nói cái chuyện kia hả? Trời ơi con làm đầy đủ hết chứ đâu có bỏ sót cái gì đâu. Nhưng mà mày làm đầy đủ, nhưng mà mày có làm đúng chưa? Ý chú nói là lại đây là phải làm đúng cái kỹ thuật á." "Dạ con không hiểu chú ơi, chú biết cái gì thì chú chỉ cho con đi chứ đừng có nói ấp ấp mở mở, con không hiểu chú ơi." "Trời ơi ý ta nói là gì nè, tao là tao đã từng có mấy cuộc đời vợ rồi, tao ly dị có nè, vợ tao chết có, tao lấy vợ khác có, cho nên tao rành mấy con đàn bà này dữ lắm. Có nghĩa là gì nè, trước khi mà mày là coi như là mày làm chuyện đó đó, mày có bú chưa?" Thì cái anh này mới nói: "Dạ nhưng mà bú là bú cái gì chú? Con không biết, con cũng không hiểu chú nói gì luôn á. Chú nói đại ra đi chứ chú nói gì con càng không hiểu, nó càng khó hiểu nữa." "Trời ơi trời, mày khờ quá. Bởi vậy đàn ông mà khờ với bởi con vợ nó leo lên đầu nè, được đằng chân lên đằng đầu. Tao nói mày nghe nè, tao thấy mày khờ tao tội quá. Tao nói mày nghe nè, ý tao nói đó là mày trước khi mà mày làm chuyện đó đó, mày phải bú đây là bú cái lờ đó, hiểu không?" Cái anh nè nói: "Dạ chưa, con chưa bao làm bao đó bao giờ. Vậy là nó chửi mày là đúng rồi. Bây giờ từ đây sắp tới mày phải làm thì mới có cái kết quả bất ngờ luôn. Mày về mày làm thử đi. Thôi tao đi nha, chúc may mắn." Thì ổng mới đi. Ổng đạp xe đạp cọc cạch ổng đi. Ổng đi trong sự ngỡ ngàng và khờ khạo của anh chàng này. Ảnh không hiểu gì hết. Ảnh nói: "Công nhận ông chú này ổng nói vậy cũng có lý. Đó giờ mình cũng chưa có thử bao giờ. Đâu thử tối nay mình làm thử coi sao. Biết đâu được là cái kết quả nó ngoài ý muốn sao." Thì coi như là anh này ảnh cũng quyết định là tối nay thử một lần. Nhưng mà để có cái can đảm để mà thử đó, thì ảnh đi nhậu mấy xị rượu đế, nhậu để mình có cái can đảm được mình làm. Đó thì bắt đầu là tối đến thì cũng trả bài giống như mỗi lần thôi. Thì nhưng hôm nay thì ảnh đặc biệt ở đây là làm theo cách ông chú nói. À, tối đến bay vô
tìm con vợ, bắt đầu là chưa có gì hết á, là bắt đầu là hửi thì thấy có mùi nước mắm. Cái bắt đầu cái anh này mới la luôn, trời ơi sao có mùi nước mắm kỳ vậy. Trời đất ơi, con vợ nó nghe xong mà tao nói nó đạp một cái pháp cái bụp một cái anh chồng té xuống giường lăn mấy vòng luôn. Ủa sao em đạp anh xuống giường kỳ vậy em? Em chưa bao giờ thấy một cái người chồng gì mà như anh. Anh đi ra khỏi nhà đêm nay không có ngủ nghỉ gì hết trơn á, đi ra ngoài sân ngủ kìa. Trời ơi, con vợ nó không cho ngủ chung luôn. Cũng tại cái ông chú này mà ra nè. Ngày mai tôi gặp ông tôi nói cho vậy người ra lẻ nè. Ông nè, ông suối bậy suối bạ. Giờ vợ tôi nó đuổi tôi không cho ngủ chung luôn. Khóc quá trời khóc. Tối tao nói mưa ầm ầm mà ảnh phải ngủ ngoài mương, ngoài mái hiên quý vị. Thì ảnh ấm ức trong lòng ảnh. Ảnh nghĩ trời ơi, thằng ông chú này ổng chỉ mình tầm bậy tầm bạ. Bây giờ mình phải ra mình gặp ổng để mình nói chuyện mới được. Nói là làm. Đó, đàn ông nói là làm mà. Sáng trời ơi, mới tờ mờ sáng thì ảnh đi tìm ông chú này. Nghe nói là cái ông này là 7 giờ sáng là ông thường hay uống quán cà phê của bà Tư ngay đằng trước nhà, ngay đầu hẻm ngoài kia kìa, ngã tư đó. Đó, bắt đầu ảnh mới leo chiếc xe đạp, ảnh đạp cọc cạch quyết tìm ông chú cho bằng được để hỏi cho ra lẽ cái chuyện này. Thì khi mà vừa đến cái đầu hẻm thì thấy ông chú đang ngồi uống cà phê với mấy thằng bạn. Bắt đầu ảnh lật đật ảnh quăng chiếc xe đạp một cái bụp. Tức quá, bây giờ mình phải vô mình gặp ông chú để mình hỏi. Bắt đầu vô, chạy vô. Chú ơi. Rồi ông chú đang ngồi với mấy anh bạn xung quanh 5-6 thằng vậy, giật mình nói, ủa, trời ơi mày giống ma quá vậy, sáng sớm mày làm gì mày tìm tao gấp vậy? Sao rồi, hôm qua tao chỉ mày cái tiệc chiêu cuối á, rồi mày có làm với vợ mày chưa? Rồi hai vợ chồng mày sao rồi? Hạnh phúc không? Vô mánh hàng. Vô mánh cái gì chú? Con ra đây là cũng vì cái chuyện này nè. Tại chú hết á. Ủa, tại tao là sao? Đâu, mày nói tao nghe coi. Mày có làm chưa? Con làm rồi. Rồi mày làm có đúng không? Thì con làm y như gì chú nói đó. Nhưng mà có cái á, thì chú vậy con sao con làm y vậy đó. Nhưng mà có cái con mới vừa đưa lỗ mũi lại, con thấy sao mà nó có mùi nước mắm quá. Con mày la lên, trời ơi sao có mùi nước mắm vậy? Cái con vợ con, trời đó cô, nó không nói không rằng, nó đạp con xuống giường, nó đuổi con ra đường, con ngủ từ hồi mấy yên tới tối hôm qua tới giờ mũi nó cắn con gần chết luôn nè chú ơi. Tại chú đó chú, bố xuống con tầm bậy tầm bạ không à. Đó. Cái ông chú nó cũng cười, trời ơi mấy thằng thanh niên trong cái chỗ đó nó ngồi, trời nó cười quá trời. Trời ơi trời, mày nói có mùi nước mắm mà. Thì có mùi nước mắm thì con nói có mùi nước mắm, chứ giờ ông lẽ con nói có mùi sầu riêng. Trời ơi, thì mày cũng phải nói có mùi mật ong hay là mùi gì chứ sao mày nói có mùi nước mắm. Con vợ mày nó quánh mày là phải rồi. Ngu ơi là ngu, khờ ơi là khờ. Trời ơi trời, mấy thằng thanh niên nó nói trời ơi, bởi vì bị quýnh là phải rồi, mày còn ra mày mét cái gì nữa, quan ức cái gì nữa. Trời ơi trời, chú ơi chú hại con rồi chú ơi. À, ông chú cũng không biết là phải khuyên thằng này sao, thằng này nó quá khờ luôn. Đó, không biết phải có mùi nước mắm hay không mà con vợ tao nói nó đạp một cái tao nói muốn nghỉ xương bà chè luôn quý vị. Anh này anh khờ ơi là khờ luôn, rất là tội nghiệp. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn, không biết là trên đời này có cái anh chàng nào lại khờ đến như vậy không, chắc là không còn nữa quý vị ha. Nếu mà có chăng là tuyệt chủng hết rồi, làm gì mà có cái chuyện đó. Thì đây là một cái câu chuyện vui thôi, mang tính chất kể chuyện tiếu lâm hài hước thôi, nó không có thật, và nó mang đến một cái niềm vui nho nhỏ cho quý vị thôi. Cảm ơn quý vị và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.